Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn đến với một giải đấu khá hot đang diễn ra. Đó là giải đấu Road to Miami. Có nghĩa là đường đến Miami. Đây là giải đấu thứ 5 trong chuỗi siêu giải Champion Chess Tour năm 2022. Giải đấu lần này xuất hiện một nữ kỳ thủ, đó là Zhu Wenjun. Dịch ra tiếng Việt là Cư Văn Quân. Cư Văn Quân hiện đang là đương kim vô địch thế giới dành cho nữ với Elo 2560. Cô là nữ kỳ thủ số 2 Trung Quốc xếp sau hầu giật phàm. Hôm qua là ngày thi đấu thứ hai của giải Miami. Sau ngày đầu thi đấu chưa được thành công cho lắm khi mà thắng 1 thua 3. Thì Cư Văn Quân đã có một ngày thi đấu bùng nổ khi mà thắng hẳn 3 ván. Một ván là trước cậu em Đồng Hương, siêu đại kiện tướng Vi Dịch. Một ván là trước siêu đại kiện tướng thứ 6 của Mỹ, Sam Xanh Và ván cờ hôm nay, mình giới thiệu đến các bạn là màn đọ sức, ở à đâu, đọ trí giữa Cư Văn Quân và kỷ thủ số 1 của Hungary, Rapport Richard, một trong bát đại kỳ thủ tại giải đấu ứng viên vừa qua. Ở ván này, Cư Văn Quân được cầm quân trắng đi trước. Cô mở màn với nước tốt D4. Rapport Richard đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, đen đi tốt E6. Trắng đi mã F3, đen đi tốt B6, mở đường cho tượng lên B7, chiếm lĩnh đường chéo lớn. Triển khai thế trận phòng thủ Ấn Độ, Queen's Indian Defense. Trắng cũng để tốt G3, mở đường tô tượng lên G2, tranh giành đường chéo lớn với đen. Và theo đúng kế hoạch, đen đi tượng B7, trắng đi tượng G2. Đen phi tượng lên B4 chiếu. Trắng đi tượng D2 cản chiếu. Ở đây thì đen có thể đổi tượng với trắng. Hậu trắng ăn lại tượng đen, sau đó đen nhập thành, trắng nhập thành. Ván cờ cân bằng. Nhưng ở ván cờ thực tế đen lựa chọn một phương án khác là để tốt a5 để bảo vệ tượng nếu tượng trắng ăn tượng đen thì tốt đen ăn lại tượng trắng mở đường cho xe kiểm soát cột nma và mặc dù bị tốt chồng nhưng đen sau đó có thể để tốt c5 gã đổi và hết bị tốt chồng không có lợi cho trắng do đó ở ván cờ thực tế trắng không đổi tượng với đen mà nhanh chóng nhập thành đưa vua vào vị trí an toàn đen cũng nhập thành Tiếp theo thì trắng đi tượng F4 Đen lùi tượng về E7 Trắng phát triển mã C3 Đen nhảy mã vào E4 Chiếm lĩnh trung tâm và gạ đổi Trắng không đổi mã với đen Mà nhảy mã B5 Kết hợp cùng tượng tấn công tốt C7 Đen nhảy mã A6 bảo vệ tốt Trắng bình xe C1 Kiểm soát cột C Đen dịch hậu sang C8 bảo vệ tượng Trắng đẩy tốt D5 Gạ đổi nếu tốt đen ăn tốt trắng thì tốt trắng ăn lại mở cột C cho xe kiểm soát Trắng sau đó có thể đẩy tốt xuống D6 tấn công tượng đen Tốt đen đang bị ghim không thể ăn lại Đen sẽ phải chạy tượng và lợi thế sẽ nghiêng về trắng Do đó ở ván cờ thực tế đen không ăn tốt trắng mà đẩy tốt D6 ngăn chặn tốt trắng tiến tiếp xuống Trắng lùi mã về D2 gã đổi với quân mã ở trung tâm của đen đen không đổi mã mà lùi mã về C5 chiếm cứ hảo địa thế. Trắng tung mã lên B3 gạ đổi tiếp. Đen không đổi mã mà để tốt E5 tấn công tượng trắng. Mã trắng ăn mã đen. Mã đen ăn lại mã trắng. Trắng chạy tượng về D2. Đen dừng tốt F5 hồng tiến tiếp xuống công phá cánh vua của trắng. Trắng để tốt B3 liên kết vững chắc cao tốt cánh hậu. Đen theo kế hoạch đẩy tốt xuống F4. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tốt đen ăn lại tốt trắng Trắng bị hở mặt vua Đen sau đó có thể phi hậu lên G4 để uy hiếp Do đó trắng không ăn tốt đen Mà để tốt E3 tấn công lại tốt đen Mở đường cho hậu kiểm soát ô G4 Đen phi tượng lên G5 Dồn thêm quân bảo vệ tốt F4 Trắng phi hậu lên H5 Tấn công tượng đen Đen lùi tượng về H6 Tốt trắng ăn tốt đen Tốt đen ăn lại tốt trắng Trắng không ăn tiếp tốt đen mà dịch xe sang D1 tránh đường tấn công của tượng đen. Nhận thấy tượng đen ở B7 bây giờ khá là phế vật, đen dịch hậu sang D8 mở đường cho tượng lùi về C8. Trắng đi tượng C3 chiếm lĩnh đường chéo lớn. Đen theo kế hoạch đi tượng C8. Trắng lùi mã về D4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đi tượng D7 mở đường cho xe A8 xuất chiến. Trắng bình xe 1 kiểm soát cột mở E tốt đen ăn tốt trắng mở đường cho xe kiểm soát cột NMF nếu tốt trắng F2 ăn lại tốt đen thì xe đen ăn xe trắng xe trắng ăn lại xe đen đen có thể lợi dụng sơ hở phi tượng vào E3 chiếu không có lợi cho trắng do đó trắng có lựa chọn chính xác là đấy tốt H2 ăn lại tốt đen đen đi hậu F6 chồng quân với xe trên cột NMF ở đây trắng có thể nhảy mã B5 tấn công tốt C7 và mở đường cho tượng tấn công hậu đen. Đen sẽ phải chạy hậu về D8 bảo vệ tốt. Như vậy là mất công chạy đi rồi lại phải chạy về. Nhưng ở ván cờ thực tế, trắng lựa chọn lùi tượng về A1. Một vị trí cũng cực kỳ chắc chắn khi có hẳn hai xe bảo vệ và duy trì kiểm soát đường chéo chiến lược. Đen lùi hậu về F7, gạ đổi hậu hậu trắng ăn hậu đen thông thường thì chúng ta sẽ lấy xe ăn lại hậu trắng rồi bình tiếp xe a8 sang f8 trong hai xe trên cột nửa f có phải không nào nhưng mà ở ván cờ thực tế thì đen không lấy xe ăn lại hậu trắng mà lấy vua ăn lại hậu trắng một nước đi khá là dị của đen vì sao lại thế nhỉ chúng ta cùng xem tiếp sẽ rõ nhá. trắng nhảy mã vào e6 biến thành mã bạch tuộc tấn công xe đen một vị trí cực mạnh của quân mã không thể để trắng có thể tận dụng để tung ra chiêu tung dôn vô ảnh mã được Mã đen ăn mã trắng Tốt trắng ăn mã đen Tượng đen ăn tốt trắng Tượng trắng ăn xe đen Xe đen ăn tượng trắng Như vậy đen lấy vua ăn lại hậu trắng Để duy trì mối liên kết song xe Sau đó phế xe để tiêu diệt quân mã bạch tuộc cực mạnh của trắng Và hiện giờ thì trắng đang có lợi thế hơn Khi hơn về chất so với đen Tiếp theo, trắng để tốt F4 phong tỏa tượng đen H6 và mở đường thoát cho xe F1 nếu mà tượng đen phi vào H3. Đen để tốt G6 mở đường cho tượng lùi về F8. Trắng đi xe F2, sau đó thì có thể sang H2 tấn công tượng và tốt đen. Đen nhanh chóng lùi tượng về F8. Trắng để tốt F5 thí tốt. Nếu tượng đen ăn tốt trắng thì trắng sẽ để tốt G4 và đen chắc chắn mất tượng. Do đó đen lấy tốt ăn tốt trắng Trắng để tốt G4 tấn công tốt đen Đen để tốt D5 tấn công lại tốt trắng Tốt trắng ăn tốt đen và tấn công tượng đen Đen chạy tượng D7 Trắng bình CH2 tấn công tốt H7 Và thí tốt Nếu tượng đen ăn tốt trắng và bảo vệ tốt H7 Thì trắng sẽ bình xe F1 ghim tượng đen Đen đi vua E6 thì tốt trắng ăn tốt đen chiếu Đen chắc chắn sẽ bị mất tượng Đen đi vua G6 thì xe trắng G2 chiếu và đen chắc chắn cũng sẽ bị mất tượng. Do đó, ở ván cờ thực tế, đen không dám lấy tượng ăn tốt trắng mà phi tượng lên C5 chiếu. Trắng chạy vua H1. Đen lùi vua về G8 bảo vệ tốt. Xe trắng G2 chiếu, vua đen chạy F8. Tốt trắng ăn tốt đen. Đen bình xe D8. Trắng phi tượng lên F6 tấn công xe đen. Nếu đen chạy xe sang C8, B8 hay là A8 thì trắng sẽ phi xe lên E6 thí xe nhằm tạo ra hai tốt thông và lợi thế lớn sẽ liên nghiêng về trắng. Nếu đen không ăn xe trắng, chẳng hạn đẩy tốt A4 thì song xe cùng tượng và tốt của trắng cũng sẽ dồn ép vua đen đến nghe thở. Do đó ở ván cờ thực tế, đen sau khi suy tính buộc lòng phải chạy xe sang E8 gạ đổi xe. Trắng nên đổi ngay xe với đen, đưa ván cờ về thể loại cờ tàn xe tượng đấu song tượng. Nhưng mà bên còn xe tượng lại đang có lợi thế tốt thông cực lớn. Và tiếp theo, mời các bạn theo dõi các pha xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ. Đến lúc này chắc chắn tốt trắng sẽ biến hình được thành siêu xây ra Đen biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên đành chịu thua Như vậy Cư Văn Quân Nữ kỳ thủ số 2 của Trung Quốc Đương kim vô địch thế giới đã xuất sắc chiến thắng Rapop Siêu đại kiện tướng số 1 của Hungary Hy vọng Văn Quân giữ vững được phong độ và lọt vào tứ kết Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại